Xin mến chào cô chú anh chị ha. Hiện tại đó vị nhá đang ở trung tâm của tỉnh Tây Ninh. Đó. Quý vị nhìn xem nè, cảnh ở Tây Ninh bây giờ ha, phát triển cũng rất là nhanh lẹ luôn. Wow. Nó vị thấy không? Có núi Bà Đen ha. Núi Bà Đen xứ Tây Ninh. Đó. Rồi phía bên đây có cái Vincom. Vincom xa xa đó vậy. Đó, Vincom ha, cao 21 lầu. À, đây là cảnh xung quanh nè. Các vị thấy không? Wow, trái nắng tươi. Cực kỳ đẹp ha. Hiện tại đó vậy, cái chỗ Nhã đang đứng nha là cái con đường Hoàng Lê Kha. Để Nhã dùm xuống cho vị xem nè. Cận cảnh ha, đường Hoàng Lê Kha xứ Tây Ninh. Đó, một trong những con đường chính đó vậy, cùng với đường cách mạng tháng 8 30 tháng 4 ha. Thì chỗ này là con đường nổi tiếng xứ Tây Ninh. Đó vị xem nè, ở bên kia là nó có trung tâm. Đó, trung tâm thi đấu tỉnh ha. Hay còn gọi là nhà thi đấu tỉnh đó vậy. Bên đây. Đó. Vậy thấy không? Ở dưới xe ô tô này nó đậu á. Rất là nhiều luôn ha. Con đường chính. Wow, đẹp quá trời. Cực kỳ ha. Tây Ninh bây giờ thay đổi cũng rất là nhiều đó quý vị. Thì xem nè. Ở đây nó có cái chỗ bán xe hơi của Toyota nữa nè. Showroom ha. Showroom của Toyota. Đó, vị thấy không? Đã ghê ha. Showroom Toyota. Đẹp dữ ha. Đúng là ở trên cao nhìn xuống đó vậy, không nhận ra luôn á. Wow, không ngờ đây là tỉnh Tây Ninh ha. Toyota. Đó, cái logo Toyota nè. Ở phía trong đây đó vậy là cái chỗ mà hồ bơi Thiên Ngân ngày xưa đó. Để chỉnh máy cao cao lên cho vị xem ha. Hồ bơi Thiên Ngân ngày xưa. Nó hơi khó thấy. Tại nó nằm phức ở trong đó vậy. Có lẽ chút xíu trời nó bớt ánh sáng lại ha, thì nó thấy rõ hơn. Rồi giờ nhìn con đường đỡ nha. Khung cảnh xung quanh khu vực này tuyệt vời, ông mặt trời. Đã ghê ha. Đó, chắc đi qua đây đi cho cái cảnh nó lạ chút ha. Qua bên đây nó cái view quý vị đẹp lắm. Wow, cực kỳ. Đó vậy thấy không? Ôi Tây Ninh má ơi, đẹp quá. Đó. Đó ngay đây là góc ngã tư nữa vậy. Góc ngã tư ha. Đó, góc ngã tư mà ngay cái chỗ từ trường Hoàng Lê Kha hay tiểu học Võ Thị Sáu ha, chạy lên. Đó vị thấy không, ngay chỗ vàng vàng á là trường học nha. Chạy lên. Chạy lên ha. Ngay góc ngã tư. Đó. Ngay đó có cái chùa luôn đó vậy. Ngay đó có cái chùa luôn ha. Ngay Tây Ninh thì sẽ biết cái chùa đó, chùa Phật. Đường Hoàng Lê Kha. Đẹp quá ha.
Đó, vị thấy không? Ngay góc ngã tư ha, đẹp ghê. Đó, để như zoom lại coi mấy các bạn hiểu. Wow, buổi chiều nữa vậy, buổi chiều ở trước Tây Ninh nha. Có Nguyễn Gia rồi tiệm vàng Kim Phú nữa nè. Đó vậy không? Tiệm vàng Kim Phú này nọ ha. Qua đây. Cô dâu xinh. Đẹp quá ha. Đúng là Tây Ninh bây giờ khác hẳn luôn á. Đó vậy không? Khác hẳn ngày xưa ha. Wow, nắng lên rồi. Nắng lên rồi, đẹp quá. Đẹp ha. Đó, xa xa nhảy nhìn thấy cánh đồng nữa vậy. Màu xanh xanh ha. Đẹp quá. Đó, nhìn cảnh này quý vị có nghĩ đây là tỉnh Tây Ninh không? Đã ghê ha. Từ ngay chỗ trung tâm tỉnh Tây Ninh đó vậy, có thể nhìn thấy được chùa Gò Kén luôn á. Để như zoom lại ha. Một phía đường này có xe chạy nè. Xe chạy ha. Đẹp quá. Bên đây thì có trường học, trường Hoàng Lê Khang ngày xưa đó vậy. Đẹp ghê ha. Trung tâm của thành phố Tây Ninh năm 2019 nha. Nó hài hòa giữa mảng xanh hả vậy, với lại là sự phát triển. Đó, nhà lầu bây giờ cũng nhiều đó vậy. Nó vậy thấy không? Tuốt ở ngoài đây ha. Tuốt ngoài đây. Tuốt ở ngoài kia đó vậy. Là quốc lộ 22B nha. Quốc lộ 22 đi về Sài Gòn á. Dữ dằn ha. Ồ, đây ngay đèn đỏ hả? Coi vui ghê ha. Cực kỳ đẹp. Wow, ngôi chùa đẹp quá. Rồi, nhớ xin cảm ơn cô chú anh chị nhiều nha. Chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe nha.